Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiến Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến cái chương trình Aerobe. Các bạn sẽ nhận được cái token có ký hiệu là Tuber. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia vào chương trình Aerobe của thằng này nhé. Đầu tiên các bạn có thể nhấn login. Ở đây thì các bạn sẽ login bằng tài khoản Google hoặc là email, ok. Đây thì mình sẽ sử dụng tài khoản Google và các bạn sẽ sử dụng một cái Gmail. Ok, thì cái giao diện nó sẽ như thế này và chúng ta sẽ tham gia vào chương trình Aerobe của nó nha. Ok, ở đây thì các bạn sẽ để ý cái giao diện của nó có cái phần Crypto Quiz này. Các bạn sẽ làm trả lời các cái câu hỏi để có thể nhận lên tới 1.000 cái token có cái hiệu là Tuber. Các bạn nhấn Start the Quiz. Ở đây thì mình đã có một phần đáp án đây rồi. Thứ nhất, câu thứ nhất thì các bạn chọn B này, phone này. Sau đấy các bạn nhấn question này. Tiếp theo câu thứ hai thì chúng ta chọn A. Tí nữa mình sẽ đặt cái phần đáp án này ở dưới mô tả của video để các bạn có thể xem nhé. Đấy, tiếp theo các bạn đánh next question. Câu thứ ba các bạn chọn A. Câu thứ tư các bạn chọn C. Câu thứ tư các bạn chọn C này. Tiếp theo các bạn next question. Câu thứ năm các bạn chọn B. Câu thứ sáu các bạn chọn C nhé. Đấy. Sau đó, câu thứ bảy các bạn chọn D. Câu thứ tám các bạn chọn A. Câu thứ chín cũng là A. Và câu thứ 10 thì các bạn chọn B. Ok. Đấy thì ở đây thì bạn nó đã thông báo là mình đã được 10.000 super này. Đấy, sau đó các bạn ấn vào phần sign up. Ok, cái này là cái gì nhỉ? Cái này thì chúng ta sẽ quay trở về giao diện cũ của ban đầu. Ok, các bạn ấn go to my wallet xem nào. Đấy thì nó sẽ về và các bạn có thể thấy là tài khoản của các bạn là 1.000 tuber. Đấy, sau khi các bạn tham gia vào cái phần trả lời câu hỏi và trả lời hết các phần câu hỏi, ngoài ra thì các bạn sẽ ấn vào phần Invite Friend. Thì đây là cái phần giúp chúng ta có thể nhận được thêm cái số lượng tuber từ bạn bè và những người giới thiệu, và chúng ta giới thiệu được khi mà họ kiếm được số lượng tuber. Đấy, đây là một cái chương trình khá là uy tín và tiềm năng. Hy vọng là chúng ta sẽ tham gia và nhận được cái chương trình Aerobe từ tháng này. Nó sẽ phân phối vào ngày 30 tháng 10. Ở đây thì đây là một cái chương trình rất là tiềm năng, thì nên các bạn cố gắng tham gia nhé. Đấy. Ở đây thì mình sẽ kiểm tra cái phần các bạn cái trang này nó giống với trang YouTube. Chúng ta có thể upload những cái video, những cái video để lên trên cái trang này để chúng ta có thể kiếm thêm cái số lượng token này. Đấy, nó giống với trang YouTube. Đấy. Các bạn có thể giới thiệu bạn bè cũng như là những người đăng ký khác để có thể kiếm thêm cái số lượng token cho mình nhé. Đấy. Còn cái phần withdraw thì mình kiểm tra xem nào. Withdraw đâu nhỉ? Ok. Withdraw thì chúng ta sẽ chờ xem những cái cập nhật mới từ cái website này, thì mình sẽ cố gắng update video sớm nhất cho các bạn. Các bạn nhớ nhấn đăng ký, nhấn theo dõi kênh để các bạn luôn được cập nhật tin tức nhanh nhất và chính xác nhất từ các chương trình Aerobe nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến Phụ. Hãy nhớ để lại một like, comment chia sẻ ý kiến đóng góp của bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.